Vì sao bé Na thoát chết? Đang ngủ trong nhà thì ngay ở cái phòng ngủ của gia chủ là của vợ chồng ông Mỹ là cháu Quốc Anh, thì có thêm cháu bé 18 tháng tuổi, cháu bé gái một con út của Mỹ. Lúc bây giờ thì cháu đang ngủ rất là say, và khi mà đối tượng Tây gây án xong, đối tượng Dương gây án xong thì có xuống từng một để lấy quần áo và phi tang ấy để mà mặc để bây giờ chạy thoát ấy, thì phát hiện ra cháu bé là khóc, và tôi nghĩ rằng đây cũng là cái lòng trắc ẩn của đối tượng khi mà nó gây ra cái thảm sát rất là lớn. Cho nên đối tượng là Dương là dỗ cháu bé, bế cháu bé, và ta gọi là dỗ cháu không khóc nữa và để cháu ngủ. Và sau thì đối tượng vì thương cháu, nghĩa được cái lòng trắc ẩn cũng có ở đây, và đối tượng không giết cháu bé và chạy trốn. Báo cáo đây thì khi mà đồng đều khi mà đi đến hai cháu Trần Dương thì các đối cũng hỏi việc làm, và đối tượng anh Dương cũng rất là ăn năn hối hận lời trở thành đồng phạm sát của mình. Trước khi thực hiện thì thực tế là đối tượng Dương cũng không đỡ lòng mà giết cháu bé, vì cháu bé cũng còn phần quá bé. Yêu đương cái gì?